Dạ, lời nói đầu tiên uh, cho chọc vlog xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị hiện tại em đang có mặt ở trên uh, cái chợ Phước Tân uh, nơi mà nhiều người cũng đã cho em cái địa chỉ nhà đây của anh chị đó, bún bò chí của anh chị thấy không đó là một uh, căn nhà của người mẹ và người cha cũng là vụ uh, mà hai mẹ con đã té xuống uh, cái bờ kênh sông Buông của anh chị thì hôm nay em tiếp tục đi à, tìm kiếm ngôi nhà và tiếp xúc với à, gia đình như thế nào thì à, em sẽ quay lại một dòng nữa để xem có coi thử là có cha mẹ bé ở nhà hoặc là có mở cửa chưa tại vì hồi sáng em đi vô thì nhà đóng khóa cửa ngoài như anh chị đó, có nhiều cô chú anh chị cũng đã cho biết là mấy hôm nay nhà khóa cửa đi đâu không có ai nhà hết của anh chị À, thì em sẽ quay lại một cái dòng nữa tại vì đóng cửa cho nên mình không thể nào mình đứng đó mình quay lại được của anh chị ha thì à, hồi nãy em ngừng lại em xem á thì à, cái quán bún bò chí này với cái, cái, tiệm pha kế bên là của người người mẹ người vợ đúng không chị cho anh chị ý kỹ nha bún bò chí nha anh chị đó đóng cửa khóa cửa ngoài nha anh chị đó kế bên là cái spa, đó, spa của vợ là à, hàng xóm thì cũng có nhiều người uh, cũng chia sẻ và nói uh, thật sự ra uh, người dân đây ta rất là bức xúc luôn của anh chị ngay chợ này, là đối diện với um, gia đình của người này uh, rất là bức xúc cho nên là khi mà em nói để cho em phỏng vấn và em ghi hình thì uh, người dân ta ngại, ta sợ gì đó không biết của anh chị sợ kiểu mà bên gia đình này nè rất là hung hăng. À. Thì à, nghe nói mà, mấy cái cô mà đối diện bán mà nước đối diện đó của anh chị nói là à, cái chị này cũng quen biết à, những cái thành phần nói chung là cũng à, không được hay cho lắm. Thì à, cái những cái clip mà người dân đã cung cấp cho bọn à, nhóm em xuống đó, thì lúc đầu quay được của anh chị thì người nhà cũng chia sẻ vào cho quay nhưng à, quay đến khoảng chưa chiều chiều đó, thì à, có những anh em à, xâm chỗ rất là nhiều, lại không cho anh em à, YouTube à, để mà chia sẻ được à, cái những cái video tiếp theo đó anh chị, cho nên là anh em cũng rất là bức xúc, tại vì đây là một cái cái điều mà để chia sẻ cho cộng đồng mạng biết và để mà để mà chia sẻ và chia buồn đến gia đình. Thực sự cái câu chuyện này nó nói chung là nó rất là phức tạp anh chị, nó chỉ có người trong cuộc và những cái uh, mới hiểu được cái vấn đề này thì à, em của hôm nay cũng rất là đi xuống dưới để tiếp xúc à, gia đình như thế nào thì người dân người ta cũng đã chia sẻ người ta cũng đã nói là cái công việc này là mấy hôm nay từ khi mà bé về nhà làm làm lễ tang có được uh, mấy tiếng đồng hồ đó anh chị thì uh, đi hỏa táng hỏa thiêu đó anh chị à, cho nên là bây giờ uh, gia đình mấy hôm nay là khóa cửa ngoài luôn cho nên là không có thể nào mà gặp được người nhà là khi mà em hỏi những người xung quanh đó là nói là gia đình ở đâu thì nói chung người ta cũng không biết nói chung là hai vợ chồng này sống khép kín quá chị à, kiểu mà đi sáng bán xong rồi chiều đóng cửa vậy đó ở ở trong nhà đó luôn đó chị đó là thực sự ra cái vấn đề mà nhiều của chú chị thắc mắc thì anh em cũng youtube thì cũng cố gắng để mà tìm hiểu thêm và làm rõ cái cái câu chuyện này nhưng thực sự ra xem thử vài hôm nữa của anh chị thì em sẽ tiếp tục để mà phỏng vấn những người dân và tìm hiểu như thế nào để mà cho cái việc này nó sáng tỏ sợ như tội nghiệp bé lắm chị thì khi mà hôm trước em có phỏng vấn người cha của bé này của anh chị thì cha này tiết lộ là nguyên nhân như thế này thì nói là Thực sự cái vấn đề này anh cũng không biết và cũng không biết chia sẻ như thế nào Tại vì chuyện gia đình thì ảnh cũng không có dám nói cái điều gì Nhưng mà ảnh nói là chắc bé con ảnh thì chắc cũng giận mẹ Cho nên là trôi rất là xa Hơn 10, gần 15 km thì ảnh cũng đã nói rằng đây là một cái vấn đề cũng hiếm gặp Tại ảnh cũng chia sẻ là cái khi mà người ta rớt xuống sông nó ít ai mà cho đến 15 km của anh chị mà bé này cho à, đi 15 km nhưng mà khi mà em đã ở đó là tiếp xúc với những người dân à, toàn ở khu chợ Phước Tân đó anh chị là nhiều người lắm ở nguyên cái khu chợ luôn hình như 10 người hết 8 người ta bức xúc về cái câu chuyện này người ta không tin là đây là một cái sự thật luôn đó anh chị thật sự như vậy thì có nhiều người nói tại sao mà khi người, mà người mẹ mà nếu mà bà, bé này không biết đi ha à, rồi bị à, tật à, mà, bẩm sinh đó à, không biết đi khi mà thả cá xuống á, thả cá xuống mà tại sao nếu mà bé không biết đi thì phải bế trên tay hoặc là để bé trên bờ mà khi mà vừa té xuống thì ít ra phải người con mà nằm trên tay mình hoặc là mình kế bên mình tới tại sao mà, 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 mà như vậy được ở có nhiều người ta chia sẻ những cái thông tin mà thật sự ra nói ra thì không ai thể nào tin đúng chị mười người ta chỉ tin có một hai người đó thôi thì ở cái câu chuyện này thì thật sự ra nó cũng còn một cái lời lời là, là bí ẩn và nhưng không hiểu cái nguyên nhân như thế nào thì nhiều của chú chị cũng có cái bình luận cái giờ em cũng hôm nay em rảnh mới chưa xem là cái câu nhiều của chú chị cũng bình luận nói một số ít thôi một số ít bình luận không nói này nói kia thì thực sự em và anh em của em cũng muốn chia sẻ những cái clip để sáng tỏ cái vụ này để cho cô chú anh chị không còn thắc mắc nữa tại giống câu chuyện này giống như là nó 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 cũng gần gần giống như bé dân an 8 tuổi đó anh chị ha thật sự là nó 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 là giống vậy đó còn khi mà anh em, em tới mà chia sẻ ở nơi đó đó của chị thì có những anh em mà xăm mình xăm mẩy đồ này nọ tới là hâm he và đe rồi giống như là gọi là đòi lấy điện thoại không cho quay mà thật sự ra cái bọn em đưa tin ra thôi đúng không ạ chia sẻ đến cho quý ông bà để mà chia buồn đến gia đình thì có những cái thành phần không biết như thế nào cũng lại đòi đập điện thoại rồi lấy điện thoại anh em thật sự là một cái vấn đề đó nó nó, nó không có gì thì hôm đó thì anh em quay buổi sáng xong buổi chiều anh em về luôn anh chị thì uh, cũng gắng ra uh, cứ giúp lại cũng thê ghe đầu chạy đi vòng vòng để mà phụ giúp gia đình thì uh, không may thì uh, thật sự ra một cái vấn đề uh, những anh em lại mà rồi lấy điện thoại rồi đập điện thoại rồi nói chung là tùm lum hết trơn chị thì anh em mới về về thì qua ngày hôm sau à, có một người dân gọi lội, gọi là tiếp nữa là nói là bé à, hãy xuống đi tìm giúp bé bé hôm nay ngày thứ ba ngày thứ tư rồi à, cho nên là chưa chưa tìm được mong là xuống để anh em chia nhau để mà phụ giúp được gia đình đi tìm kiếm thì anh em cũng đã hỗ trợ thuê như, à, hai chiếc ghe để mà đi tìm kiếm ở cái khu vực đó anh chị cũng đi xa xa thì à, À, xong rồi xong anh em cũng về thật sự có vấn đề mà người vợ này của anh chị nó còn rất là bí ẩn luôn tại vì kể à, em kể cho quý anh chị nghe có một cái chị ở đối diện à, bán tập hóa đối diện nhà của hai vợ chồng quán bún bò chí đó ở chợ phước tân ảnh của à, chị cũng nói như thế này thì hai vợ chồng này sống à, thật sự ra cũng ít tiếp xúc với ai à, sáng mở cửa ra bán bún bò làm spa vợ làm ba kế bên luôn nhưng mà chị này thì sống kiểu mà giống như là giống như là giống như người đẹp đúng anh chị thì chị này cũng ngày xưa nói là cũng hay qua là móng tay móng chân làm đẹp bên đó nhưng mà trong thời gian sau này giống như chị này nói chung là ít tiếp xúc với ai là do uh, cái chị này người mẹ của bé 2 tuổi đó luôn chị là giống như là bị trầm cảm hay sao khi mà chăm sóc người con như vậy đó thì không có thời gian mà để mà làm cái công việc rồi nói chung là tùm lum thì nghe đâu đây nói là những người hàng xóm cũng chia sẻ đó là hình như là lúc trước tới giờ đó là hai chị này không có đi phóng sinh của chị thì phóng sinh đó, thì mình phải ra cái chợ mình mua cá hoặc là mình mua những cái con cá ngoài chợ hoặc là một cái ao bè nào đó mình xuống mình thả khi mà thả cá rồi đó thì mà ít ra đó, mình phải để con nhân bờ hoặc là mình làm thế nào mình để xuống chứ không mình không thể nào mình đi gần tới cái mé sông đó mình để xuống mà trong khi cái ghe nó kế bên có khoảng khoảng 3 mét thôi nhưng mà không ai không ai biết thì kế gần ở cạnh đó có mười mấy mét trên mười mấy mét thôi xe chạy rất là nhiều qua lại rất là đông và có quán cà phê quán cơm mỗi trưa đó người ta, người ta rất là đông luôn thậm chí người ta không biết thì cô chú chị nghĩ cái cái vấn đề này nó có phải là nó gọi là nó ẩn khúc không quá bí ẩn không chị theo theo như cô chú anh chị đó bây giờ cô chú anh chị ra đường thôi cô anh chị thấy một cái vấn đề nào nó bút xúc thì độc ngọc quá thì cô anh chị có thể nào lên tiếng không có thể nào la lên không hay là im luôn hay chạy về nhà đúng không ví dụ cô anh chị thấy một người đứng trên cái thanh cầu mà phi xuống dưới sông thì chú rõ ràng cô chú anh chị hốt hoảng cô chú anh chị phải la lên không trong khi lần này cái chị này đã rơi làm rơi người con mình xuống dưới sông rồi đi thẳng nhiên lấy lên trên cái bờ là lấy chiếc xe và chạy về nhà mà không phải chạy về nhà nó chạy về cái nhà người bạn và người nói người bạn người bạn mới gọi cho bên chồng người, người chồng chạy từ từ đầu sông cuối sông khóc non nước khóc ôm um sùm thì những cái clip đó thì em đã chia sẻ rồi hôm nay thì hành trình em đi tìm cái nhà của chị này thật sự rất là khó khăn của chị nói chung cách cái chỗ nơi hiện trường mà bé hai mẹ con té đó là khoảng một cây mấy số mà không ai biết hết tại vì của chú chị biết là giống như thành phố mà mình đâu có biết được đâu có chơi với ai đâu mà biết đó cho nên là đi khi mà đi tìm nó rất là khổ từ mà 6 giờ sáng mà em đi chạy xe và đi tìm vòng vòng nó khoảng là 4 tiếng đồng hồ đó không chị đó 4 tiếng đồng hồ nó khoảng 11 mấy 12 giờ trưa em mới gặp đó, mới tìm được cái căn nhà căn nhà bán bún bò đó là của người chồng bán còn vợ là kế bên đây là một cái vấn đề mà thật sự ra có nó nó như thế nào em không biết Thì à, cái câu chuyện à, này à, Em sẽ Sẽ cố gắng làm sao Khi mà à, gia đình Gia đình à, chồng và chị này Mở quán bún bò Trở lại bình thường đó, Thì em sẽ tiếp tục để xuống dưới xem Như thế nào Và phỏng vấn người người cha và người mẹ này Xem người mẹ này Có nhiều người ta nói là người mẹ này đang Bị trầm cảm đó anh chị trầm cảm là từ lúc mà từ lúc mà khi mà chị này giờ tiêm cái mũi thuốc mà để mà cho người phụ nữ đẹp da trắng da gì đó anh chị thì à, lúc đó là cũng mang mang bầu bé này cho nên là sau thời gian này mấy tháng đó thì đi đi khám và bác sĩ cũng nói là bé bị di tật bẩm sinh à, cho nên nói là gia đình có nên bỏ hay là để lại thì à, gia đình nói là để đại và khi mà sinh bé ra thì hai cái lỗ tai của bé chỉ có một cục thôi chị, giống như một cục thịt kia Cho nên là không biết nói cái chuyện có nghe không, hồi sáng em cũng quên hỏi. Và chân bé thì cũng không đi được và nói chung là bé giống như là khờ đó không chị, không biết gì hết. Nó giống như là bị bệnh đau đó, đúng không chị? Thì có nhiều cô chú chị đó chia sẻ rất là nhiều cho nên là cô chú chị cũng sợ tại vì đối diện nhà của, của anh này nên là bà quán bò thì theo người dân đối người dân đó thì nói là quán bò thì sáng bán rất là đông bán bán rất là được đúng không chị cũng sao cái vụ này chắc không biết còn buôn bán được hay không nữa nhưng mà có nhiều mấy bà chị kế bên đối diện cũng có và kế bên cũng có nói rằng cái vợ chồng này đi chắc đi đâu một thời gian mới về đúng không chị à, em nghĩ là bán cũng còn chuyện buồn và chuyện giống như ta gọi là nhiều người xung quanh người ta mỉa mai hoặc là người ta nói vô nói gan gì đó cho nên hai vợ chồng bỏ đi chắc đi du lịch hay sao đó mình không biết hoặc là, là đi vô bệnh viện để mà trị cái căn bệnh mà trầm cảm với chị này thì thực sự nhiều người ở đó người ta nói với chị nói là chị này rất là đẹp luôn chị rất là đẹp luôn còn anh chồng anh rất là hiền giống như là anh này ảnh rất là nghe lời vợ luôn rất nghe lời vợ và thương rất là thương vợ còn rồi, rất là hiền buôn bán buôn bán ở sáng bán bún bò và lo lắng cái hủ cái, cái, bún bò đó xong rồi đóng cửa lại thì qua phụ giúp gì phúc giúp với vợ và trong xe và làm tất cả công việc đó anh chồng này anh rất là giỏi luôn thì em thực sự cũng các chú chị xem được những cái clip của em hãy để lại cái bình luận để mong rằng à, cái linh hồn của bé này sẽ được chịu thoát và em sẽ tiếp tục à, ra những cái video và tìm hiểu thêm về cái người mẹ và người cha này sự thật và em sẽ làm rõ vấn đề này để ngày mai em tiếp tục lên trên đó và hỏi người dân à, xem thử như thế nào và em sẽ ghi hình lại gửi đến cô chú chị và sẽ tiếp tục để mà phỏng vấn người cha hoặc là gian những người thân cận với gia đình này để xem gia đình này như thế nào và người vợ như thế nào thì em sẽ gọi tiếp cho cô chú chị xem Ở clip em tới đây kết thúc quý bạn anh chị nào xem mà chưa đăng ký hay đăng ký ủng hộ em ha để mà em ra những clip uh, tiếp theo để mà cho quý chị uh, dễ thực tiện theo dõi nha rồi hẹn quý chị clip tiếp theo